file Excel, trạng thái nâng cấp đầu tiên của file kết hợp cùng với chiếc file phone là chiếc đồng hồ Excel, thứ vũ khí vốn dĩ không hề có trong chiếc vali được Mari mang theo bên mình mà lại đến từ Kusaka, Kamen Rider Kaisa, kẻ khó ưa nhất trong toàn bộ series. Chiến đấu với tứ trụ của Orphanaut, nhóm Lucky Clover chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với file. Sức mạnh của bọn chúng cùng với những tên Orphanaut hỗ trợ, một mình anh không thể nào chống lại tất cả. Kusaka xuất hiện, trên tay của hắn có một vật phẩm nâng cấp. Hắn ta đã ném thẳng nó vào mặt của Takumi, vì đây là vũ khí được thiết kế riêng dành cho file. Chiếc đồng hồ Excel tạo hình là một chiếc đồng hồ thể thao nhưng có một bộ phận được gắn Mission Memory hoàn toàn mới, khiến cho chiếc đồng hồ khá dài. Nó chỉ có công dụng duy nhất là tính giờ. Nhưng khi anh kích hoạt trạng thái Excel thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Khả năng điểm giờ của chiếc đồng hồ không phải là điểm lên mà là điểm ngược lại thời gian trong khoảnh khắc 10 giây. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, một tên Orphanaut đã bị tiêu diệt, đến cả những kẻ mạnh nhất trong Lucky Clover cũng không thể nào hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Chúng ta cùng tua ngược lại 10 giây trước để biết chuyện gì đã xảy ra với tên Orphanaut cũng như file. Kích hoạt chiếc đồng hồ Excel, anh mở ra phần lõi bên trong của cơ thể mình, giống như khi chúng ta ép xung xung nhịp của một chiếc điện thoại. Hình dạng của file không hề thay đổi, anh chỉ để lộ chiếc lõi năng lượng từ bên trong. Hai phần giáp ngực được chuyển hóa thành giáp vai, tông màu của file được thay đổi thành màu giáp sắt, những đường vô tông đã được chuyển hóa thành màu bạc. Có vẻ như tất cả nguồn năng lượng đã được tập trung vào lõi cũng như phần mắt của anh. Cơ thể được chỉ có hai màu, bạc và đen, cũng như đôi mắt đỏ, thể hiện sự nguy hiểm của anh khi chuyển hóa hình dạng này. 10 giây, đó là khoảng thời gian của Startup. Anh di chuyển với tốc độ cực nhanh đến mức mà không ai có thể nhìn thấy được. Trong khoảng thời gian 10 giây, anh sẽ di chuyển với tốc độ khủng khiếp này để ra những đòn tấn công lên người kẻ thù mà chúng không thể nào phản ứng, cũng là khả năng mà chiếc đồng hồ Excel mang lại. Kết hợp Mission Memory mới cùng với những vũ khí, anh sẽ tạo những đòn tất sát với tốc độ khủng khiếp. Nhưng đặc trưng nhất phải Bolter, đòn Rider Kick của file. Khi anh lao lên bầu trời sẽ tạo ra hàng loạt mũi khoan. Với tốc độ siêu thanh của mình, anh sẽ lao vào tất cả những mũi khoan này cùng một thời điểm để xuyên phá kẻ thù.